Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành 6 quả bóng vàng trong gala rạng sáng nay của tờ France Football. Virgil van Dijk đứng thứ hai, trong khi Cristiano Ronaldo về đích thứ ba. Lionel Messi là vua phá lưới ở cả Champions League lẫn La Liga mùa trước, là chủ nhân của chiếc dây vàng châu Âu 2018-2019 cũng như danh hiệu cá nhân cao quý FIFA The Best 2019. Bên cạnh quả bóng vàng dành cho Messi, France Football còn trao tặng danh hiệu quả bóng vàng nữ Ballon d'Or Feminin cho nhà vô địch thế giới người Mỹ Megan Rapinoe, cô đã xuất sắc vượt qua Lucy Bronze và người đồng hương Alex Morgan. Cũng tại gala trao giải đêm qua tại Paris, France Football cũng đã công bố giải thưởng Yashin, thủ môn xuất sắc nhất năm với chiến thắng thuộc về Alisson Becker. Anh đã xuất sắc vượt qua 9 thủ thành khác trong danh sách đề cử để giành danh hiệu cao quý này. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng và được nhiều người dự đoán từ trước, bởi Alisson vừa trải qua một mùa giải vô cùng thành công. Vì Yashin Trophy, đây là danh hiệu được lấy theo tên của huyền thoại Lev Yashin. Ông là một trong những thủ môn nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, với hơn 400 trận trong màu áo Dynamo Moscow và tuyển Liên Xô. France Football cũng đã công bố giải thưởng Copa, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký khác như Jadon Sancho, João Félix hay Kai Havertz, mà Matheus De Ligt chính là cầu thủ được vinh danh. Đây là năm thứ hai tạp chí danh tiếng tiến hành trao giải thưởng cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất năm. De Ligt đã nhận giải thưởng Copa từ tay Kylian Mbappe, chủ nhân cũ của giải thưởng. Trung vệ của Juventus đã không giấu nổi niềm hạnh phúc. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ajax, câu lạc bộ đã cho tôi rất nhiều thứ. Xin cảm ơn những người đồng đội của tôi ở cả Ajax lẫn Juventus. Giờ đây, tất cả mọi người hãy tận hưởng buổi tối ngày hôm nay với những cầu thủ tuyệt vời này, De Ligt chia sẻ sau khi nhận giải thưởng. Theo kết quả bốc thăm vòng 3 FA Cup, Liverpool và Manchester United là hai đội bóng lớn gặp nhiều khó khăn nhất khi phải chạm trán các đối thủ không dễ chơi. Liverpool sẽ có trận derby Merseyside với Everton trên sân nhà Anfield. Trong khi đó, Man United sẽ phải hành quân đến sân của Wolverhampton. Trái với Liverpool và Manchester United, bốn đội bóng lớn khác chỉ phải gặp các đối thủ đến từ hạng dưới. Chelsea gặp Nottingham Forest trên sân nhà, Tottenham Hotspur làm khách trước Middlesbrough, đều là các đại diện của Championship. Man City may mắn hơn cả khi chỉ phải đá với Port Vale, câu lạc bộ đến từ giải hạng tư mà còn được chơi tại sân nhà Etihad. Các trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 1 năm 2020 đến ngày 6 tháng 1 năm 2020. AFC Awards 2019 đã bắt đầu diễn ra tại Hồng Kông. Đây là lễ vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật và nhiều đóng góp cho bóng đá châu Á năm 2019. Lee Kang-in của Hàn Quốc đã vượt qua Văn Hậu và Hiroki Abe để giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á. Tháng 9 vừa qua, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Valencia ở La Liga, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất không phải người Tây Ban Nha ghi bàn tại giải đấu này. Ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019, Son Heung-min đã được xướng tên. Đây cũng là lần thứ 3 tiền đạo của Tottenham Hotspur giành được danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong nỗ lực giữ chân Raheem Sterling, Nike sẵn sàng đưa ra một trong những thỏa thuận thương mại hấp dẫn nhất mọi thời đại dành cho một cầu thủ bóng đá. Cụ thể, hãng thể thao của Mỹ và Sterling đang đàm phán về một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm đến năm 2023. Đáng nói, hợp đồng mới này được miêu tả sẽ là một trong những thỏa thuận thương mại hấp dẫn nhất mọi thời đại dành cho một cầu thủ bóng đá. Air Jordan tuy là công ty con của Nike nhưng hoạt động độc lập sẵn sàng cung cấp cho Raheem Sterling hợp đồng trị giá gần 100 triệu bảng. Trong khi đó, đề nghị mà Puma đưa ra thậm chí còn được miêu tả là thay đổi cuộc chơi. Trận cầu tâm điểm của môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Myanmar và Campuchia đã diễn ra khá hấp dẫn. Campuchia là đội mở tỷ số trước, nhưng Myanmar đã thể hiện được bản lĩnh vượt khó mà cú ngược dòng để thắng lại với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, U22 Myanmar đã kết thúc vòng bảng với 10 điểm. Giờ hơn 6 điểm với cả ba đối thủ xếp sau là Campuchia, Malaysia và Philippines, nên thầy trò Veliza Popov đã chính thức đoạt vé vào bán kết. Thậm chí họ còn chắc chắn giành ngôi đầu bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng 4 đội.